Chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Đây hôm nay mình chia sẻ cho quý vị và các bạn cái cây mai mà mình mới ghép đấy. Thì ghép xong bây giờ nó mọc mầm hết rồi thì mình nhớ là mình cộng phân bón lá Atonic hoặc là dốt cũng được, N3M cũng được. Đấy. Cái nào cũng được, mình có cái nào thì mình xài cái đấy. Mình phun cho nó nhá. Đó. Phun cho nó để cho nó dưỡng lại cái lá, con sâu nó không ăn. Đó. Cây mình ghép nó đã liền cốt hết rồi này. Đó. Đó. Cây này là mình ghép cúc nhá. Cúc là 36 cánh. Đó. Lá nó to nó dày như vậy. Đấy, ghép là phải để cho nó khỏe nó vậy. Còn mấy cái vết này này. Cái chỗ vết sẹo đây mình cứ kệ nó đi cho nó sau nó kéo sẹo cho nó nhanh chứ không cần vặt vội. Đó. Rồi. Video kết thúc nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nha.